vị và các bạn đang theo dõi chương trình Miền Tây chào ngày mới phát trên Báo Lao Động. Chương trình hôm nay ngày 12 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trong 3 ngày 8, 9, 10 tháng 12, các địa phương Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tại Cà Mau, Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ 3 vấn đề khó khăn của vùng đồng bằng sông Cửu Long là chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. Giao thông dù đã có nhiều đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải năng động, sáng tạo, phát huy nguồn lực nội tại trong triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương. Nằm trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam Hậu Giang năm 2023, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12, hai công trình con đường lúa gạo Việt Nam với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt và mô hình bản đồ Việt Nam ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh thành trên cả nước vừa được tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam. Trong đó, con đường lúa gạo Việt Nam dài 1 km tái hiện sống động nền lúa gạo Việt Nam qua các giai đoạn phát triển từ sơ khai đến giai đoạn hiện đại và khi lúa gạo Việt Nam phát triển không ngừng, đỉnh vị thương hiệu số 1 thế giới. Ngày 11 tháng 12, Bệnh viện Huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Đợt tiếp nhận lần này có ý nghĩa quan trọng, cho thấy sự khởi sắc của bệnh viện khi gỡ khó đấu thầu, mua sắm được các hóa chất vật tư y tế để nhận sàng lọc máu và đảm bảo cung cấp cho 74 bệnh viện khác trong khu vực. Công tác lấy máu được diễn ra tại 4 điểm. Giám đốc Bệnh viện Huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ cho biết, dự kiến trong tháng lấy 11.000 đơn vị máu ở 11 tỉnh thành miền Tây, trung bình mỗi tỉnh lấy 1.000 đơn vị. Ngày 11 tháng 12, đồn biên phòng Thổ Châu, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phát hiện tạm giữ hai tàu đánh bắt trái phép đang sử dụng cào banh long để khai thác hải sản. Được biết, banh long còn được gọi là hải sâm dừa. Đây là hải sản thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp, cấm khai thác đánh bắt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tại sự kiện Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023, nhiều du khách không khỏi thích thú khi tham quan các gian hàng trưng bày nhiều loại đặc sản ở vùng cực Nam của Tổ quốc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Tại cái dịp này, chúng tôi mới tận mắt được thấy con tôm tích to như vậy, góp phần nhân danh cái tôm Cà Mau với tôi phát triển rộng đến toàn cả nước và nước bạn. Hôm nay được đi ngắm những con tôm, con cua, bạch tuộc nó rất là bự. Con chưa được đi tham quan nhiều tôm như vậy. Quê hương Cà Mau mình năm nay là tôm là thu hoạch cũng dùng thu hoạch rất là tốt. Trưng bày để rất là nhiều khách ở vùng xa lại địa bàn để tham quan và ăn các món thủy sản ở Cà Mau. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Miền Tây chào ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.